Cuộc bỏ phiếu điểm danh trực tuyến của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ đề cử Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris làm ứng viên Tổng thống đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 8. Các đại biểu được nhận phiếu bầu qua email và có thể gửi lại phiếu bầu theo hình thức trực tiếp hoặc cũng qua email thông báo quyết định của mình với Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào chiều tối ngày 5 tháng 8 và điều mà cử tri quan tâm đó là thời điểm bà Harris đạt đủ số đại biểu cần thiết có được thông báo hay không. Ai được vào Nhà Trắng, điều đó quan trọng, và trong cuộc bầu cử này, mỗi người trong chúng ta đều phải đối mặt với một câu hỏi. Chúng ta muốn sống ở một đất nước như thế nào? Chúng ta muốn sống ở một đất nước tự do và pháp quyền, hay một đất nước hỗn loạn, sợ hãi và thù hận? Chúng ta phải đối mặt với một sự lựa chọn, hỗn loạn hay năng lực, chia rẽ hay đoàn kết? Mỗi chúng ta đều có sức mạnh để có thể trả lời những câu hỏi này hàng ngày và ngay tại phòng phiếu của mình. And the beauty of our democracy. Trước đó, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ ngày 31 tháng 7 thông báo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là ứng viên đầu tiên đủ điều kiện cho cuộc bỏ phiếu trực tuyến đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng này. Cuộc bỏ phiếu trực tuyến dành cho gần 4.000 đại biểu Đảng Dân Chủ và bà Harris cần ít nhất 1.976 phiếu ủng hộ để đảm bảo được quyền đề cử. Theo truyền thông Mỹ, có 3 ứng cử viên khác đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ, nhưng họ không thu thập đủ 300 chữ ký của các đại biểu để bước vào cuộc bỏ phiếu trực tuyến. Do đó, bà Harris gần như chắc chắn sẽ là ứng cử viên duy nhất. Đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra tại thành phố Chicago từ ngày 19 tháng 8 tới ngày 22 tháng 8. Và tại đây, bà Harris sẽ có bài phát biểu để nhận đề cử của Đảng Dân Chủ. Nếu được đề cử, bà Harris sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên đại diện một đảng ra tranh cử Tổng thống ở Mỹ. Bà Harris đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo thành viên chủ chốt của Đảng Dân Chủ và cử tri sau khi Tổng thống Biden rút lui và không có ứng cử viên nào khác ra tranh cử. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy bà Harris không những bắt kịp ông Trump mà còn đang có xu thế dẫn trước, đặc biệt tại những bang được xem là chiến trường có thể quyết định kết quả bầu cử. Trong bối cảnh bà Harris gần như chắc chắn trở thành đại diện chính thức của Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống, sự chú ý hiện nay tập trung vào việc ai sẽ được bà Harris lựa chọn làm đối tác tranh cử. Các ứng cử viên cho vị trí này bao gồm Thống đốc bang Pennsylvania Rob Shapiro, Thượng nghị sĩ bang Arizona Mark Kelly, Thống đốc bang Minnesota Tim Wood, Thống đốc bang Kentucky và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Peter Buttigieg. Bà Harris chưa cần đưa ra lựa chọn của mình trước khi cuộc bỏ phiếu trực tuyến của Đảng Dân Chủ kết thúc. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, bà Harris có thể sẽ công bố quyết định của mình vào cùng ngày 5 tháng 8 tới. Sau khi được lựa chọn, đối tác tranh cử sẽ cùng bà Harris tới một số bang chiến địa để vận động cử tri và sự kiện đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra ở thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania vào ngay ngày hôm sau, mùng 6 tháng 8. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là ứng cử viên đầu tiên đủ điều kiện cho cuộc bỏ phiếu trực tuyến để chính thức chọn ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Khả năng cao đương kim Phó Tổng thống Harris sẽ được lựa chọn. Các cuộc khảo sát trước đó của truyền thông Mỹ cho thấy bà Harris đã giành được sự ủng hộ vượt xa mức 1.976 đại biểu cần thiết của số phiếu. Quyết định của Tổng thống Joe Biden khi dừng tranh cử và trao ngọn đuốc cho bà Harris vào thời điểm muộn như thế này là điều hầu như chưa từng có trong lịch sử chính trị hiện đại. Việc bà Harris, 59 tuổi, tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ làm tăng thêm năng lượng và sự phấn khích cho Đảng Dân Chủ, vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc đấu đá nội bộ trong nhiều tuần qua về các vấn đề như tuổi tác của ông Biden, khả năng lãnh đạo thêm 4 năm nữa của ông và các kết quả thăm dò giảm mạnh. Chỉ riêng trong 4 ngày đầu tiên của chiến dịch tranh cử, bà Harris đã nhận được hơn 126 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ. Và lúc này, bà Harris đang bám đuổi sát sao với ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, để bà đắc cử, đó cũng không phải là chuyện dễ. Theo tờ Financial Times, ngay cả những thành viên Đảng Dân Chủ lạc quan nhất cũng thừa nhận bà Harris phải đối mặt với con đường treo leo nếu bà muốn đánh bại ông Trump vào tháng 11. Một phần vì bà đã nhận được tỷ lệ ủng hộ tương đối thấp trong thời gian dài. Theo cuộc thăm dò gần đây của Clear Political cho thấy, chỉ 39% người Mỹ ủng hộ công việc mà bà đang làm với tư cách phó tổng thống. Giới chức cấp cao Đảng Dân Chủ Mỹ thông báo, đảng này sẽ bầu chọn ứng cử viên tổng thống trước ngày 7 tháng 8.
Trao đổi với báo giới, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ Jamie Harrison xác nhận một cuộc bỏ phiếu trực tuyến sẽ diễn ra trong khoảng 4 ngày sau đó và quá trình bầu người đại diện cho đảng ra tranh cử Tổng thống năm nay sẽ hoàn tất không quá ngày 7 tháng 8, dù giới chức Đảng Dân Chủ chưa ấn định ngày giờ cụ thể. Nhưng ông Harrison cam kết họ sẽ thực hiện một quy trình đề cử công khai và công bằng. Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ cho biết cần có một quy trình đề cử trực tuyến để xác định ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng này. Quyết định tổ chức cuộc bỏ phiếu trực tuyến bầu ứng cử viên Tổng thống cũng nhằm đáp ứng quy định của bang Ohio. Theo đó, các chính đảng phải xác nhận danh tính các ứng viên 90 ngày trước bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được sử dụng để đảm bảo được tính chính xác của thời hạn này. Những tuyên bố về quy trình xác định đại diện Đảng Dân Chủ tham gia vào cuộc đua Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Kamala Harris đang nổi lên là ứng viên sáng giá nhất của Đảng Dân Chủ, thay thế ông Biden ra tranh cử trong cuộc bầu cử năm nay. Trên thực tế, hiện Phó Tổng thống Harris đang xếp ở vị trí cao nhất trong bảng ứng cử và không có đảng viên Dân Chủ nào khác đứng ra cạnh tranh, nên việc tổ chức bỏ phiếu xác nhận bà là ứng viên của Đảng Dân Chủ chỉ mang tính thủ tục. Ngày 22 tháng 7, Phó Tổng thống Harris tuyên bố bà đã nhận được sự ủng hộ cần thiết để trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Trong bài phát biểu, bà cũng bày tỏ sự tự hào vì đã nhận được sự ủng hộ cần thiết để giành được tấm vé đại diện. Bà bày tỏ mong đợi sớm được chính thức nhận đề cử từ Đảng Dân Chủ. Về lý thuyết, các đại biểu vẫn có thể thay đổi lựa chọn trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Dân Chủ, nhưng không ai nhận được phiếu ủng hộ ngoài bà Harris trong cuộc khảo sát. Hiện chưa có thành viên của Đảng Dân Chủ nào khác tuyên bố tranh cử. Điều này mang lại lợi thế rất lớn cho bà Kamala Harris trong việc giành tấm vé ứng cử duy nhất của Đảng Dân Chủ để tham gia đường đua vào Nhà Trắng. Về mặt gây quỹ, ngay sau khi thông báo rút lui của ông Biden, các nhà tài trợ đã tăng cường liên hệ với những cố vấn và đổ tiền vào chiến dịch cho Đảng Dân Chủ. Nhóm phụ trách chiến dịch vận động cho bà Kamala Harris thông báo trong vòng 24 giờ đã huy động được 81 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền gây quỹ trong một ngày lớn chưa từng có trong lịch sử các chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ. Bà Kamala Harris nổi tiếng là người cứng rắn, một đặc điểm mà bà có thể tận dụng trong chiến dịch tranh cử dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề tội phạm và nhập cư. Theo tờ Politico, ngày 22 tháng 7, nếu được đề cử và giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới, bà Kamala Harris có thể tiếp tục các mục tiêu chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden trong hầu hết các lĩnh vực. Quyết định dừng tranh cử của Tổng thống Biden đã buộc Đảng Dân Chủ khởi động một quy trình hiếm gặp và là sự kiện chưa từng có trong tiền lệ. Nhiệm vụ trước mắt của Đảng này hiện đã rất rõ ràng. Khi tuyên bố rút lui được ông Biden đưa ra, nghĩa là trên lý thuyết, ông Biden đã trả tự do cho các đại biểu Dân Chủ khỏi cam kết trung thành và họ có toàn quyền bỏ phiếu cho những ứng viên khác. Điều lệ của Đảng Dân Chủ không buộc đại biểu bỏ phiếu dập khuôn theo kết quả bầu cử sơ bộ từng bang. Mỗi đại biểu còn có quyền bỏ phiếu theo lương tâm, đồng nghĩa với việc họ có thể ủng hộ người khác nếu xuất hiện ứng viên mới tại Đại hội Toàn quốc. Ủy ban bầu cử quốc gia Đảng Dân Chủ có thể được tổ chức theo mô hình hiệp thương, trong đó đại biểu được tự do bỏ phiếu và đàm phán với lãnh đạo đảng. Đại hội sẽ gọi tên từng đại biểu và mỗi người sẽ gọi tên ứng viên của mình ủng hộ. Quy trình này có thể kéo dài với nhiều vòng bỏ phiếu cho đến khi có một người giành được ủng hộ đa số và trở thành ứng viên nhận đề cử của đảng. Năm 1968, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ cũng chìm vào hỗn loạn vì Tổng thống đương nhiệm là Johnson tuyên bố không tái đánh cử. Ủy ban quốc gia của Đảng Dân Chủ phải tổ chức hiệp thương bầu ứng viên mới. Cuối cùng, các đại biểu chỉ cần một vòng bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên tranh cử là Humphrey, sau đó giữ chức phó tổng thống. Trên thực tế, Đảng Dân Chủ có thể thống nhất để chốt ứng viên trước khi đại hội của đảng này bắt đầu, có thể bỏ phiếu qua hình thức trực tuyến. Cách làm này sẽ tránh được diễn biến bất ngờ và khiến cuộc đại hội chỉ mang tính thủ tục như hàng chục năm qua. Đại diện Viện Chính sách và Chính trị thuộc Đại học Mỹ tại Washington cho rằng các lãnh đạo của Đảng Dân Chủ đang nỗ lực tìm đồng thuận về ứng cử viên trước đại hội để không rơi vào cảnh hụt hơi trước phe Cộng hòa.